Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính nếu có sai sót và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Theo thống kê, năm nay cả nước có tổng số 2.273 điểm thi và 44.661 phòng thi. Tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 diễn ra chính thức từ ngày mai 28 tháng 6. Ngay đầu giờ chiều, khá đông thí sinh đã có mặt tại điểm thi trường Trung học phổ thông Việt Đức Hà Nội. Đúng 14 giờ, các thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục dự thi, ra soát thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Lo lắng, hồi hộp là tâm lý chung, song không nghĩ đêm cho biết đã lựa chọn thêm nhiều phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đại học. Việc tham gia kỳ thi chỉ là điều kiện đủ nên các em không áp lực nhiều. Thực chất là em không có cái áp lực gì cả ngoại trừ việc là qua liệt thôi, tại vì IELTS em cũng khá là cao, khoảng 7.5 rồi. Em nộp hồ sơ một số trường mà em cũng đỗ cũng khá là nhiều trường em thích rồi. Sợ là em sẽ không thể nào làm được hết cái khả năng của mình ấy. Cũng vì một phần là do thời gian và cũng một phần là do kiểu đã ôn lâu rồi ấy, nên là em cũng sợ là một vài kiến thức nó cũng sẽ đi. Cũng trong sáng nay, các cán bộ làm thi đã đến điểm thi để được quán triệt về quy chế và triển khai các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ coi thi. So với năm ngoái, quy chế thi năm nay có 2 điểm mới. Một là thí sinh không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng ghi thông tin, không thể xem hay truyền tín hiệu. Hai là Bộ Giáo dục và Đào tạo không quy định danh mục máy tính bỏ túi như những năm trước, mà chỉ yêu cầu máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản. Cái vật cài trên người, những cái kính mắt nó bất thường, những cái bút nó quá to, hoặc là mặc nhiều áo ấm trong thời gian mùa hè, hoặc là để tóc trùm tai, hoặc là có những ánh mắt nhìn nó cũng với cán bộ coi thi nó cũng không được thẳng thắn mà nó hơi lấm lét, thì cán bộ coi thi phải nâng cái mức độ cảnh giác. Bài thi khoa học xã hội với môn thi địa lý thì trước khi vào phòng thi, thí sinh phải ghi đầy đủ họ tên, số báo danh phòng thi lên trên áp nát và nộp về cán bộ coi thi. Và đến giờ bài làm môn thi địa lý thì cán bộ coi thi mới phát cho từng thí sinh. Và đến hết giờ làm bài địa lý thì cán bộ coi thi sẽ thu lại. Và đến cuối giờ thì mới trả lại cho các thí sinh. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông hàng đầu cả nước. Trong đó Hà Nội có hơn 102.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố Hồ Chí Minh con số cũng gần tương ứng với hơn 98.000 thí sinh đăng ký dự thi. Còn tại Nghệ An, năm nay tỉnh có gần 37.000 thí sinh với 70 điểm thi. Hiện nay, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được các địa phương thực hiện theo đúng quy định, như phòng đựng đề thi, bài thi cũng được đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật, an ninh, an toàn theo quy định. Tuyệt đối không được lơ là chủ quan. Thứ hai là không tự ý xử lý những cái tình huống bất thường. Khi đã tình huống bất thường thì phải có kịp thời báo cáo xin kiến, có quy trình xử lý để nó tránh những cái tác động xấu. Thứ ba là mặc dù là kỳ thi có quy mô lớn, hết sức là nghiêm túc nhưng mà không căng thẳng, áp lực quá mức trong tổ chức triển khai công việc. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 diễn ra vào ngày 28 đến ngày 29 tháng 6. Ngày mai, các thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút vào buổi sáng và buổi chiều thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Điểm thi tốt nghiệp sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 18 tháng 7.